Nhảy dây như thế nào để eo thon gọn và chân săn chắc? Hello mọi người, mình là Chaya Thi đây. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái kỹ thuật nhảy dây đúng mà giúp chúng mình xuống mỡ toàn thân luôn. Mấy ơi mấy bà ơi, cứ yên tâm nhảy đi, chân không to được nhanh như thế đâu. Lưu lại ngay nha.